Xin chào các bạn, thì lâu rồi mình cũng không có làm các video để hướng dẫn cho các bạn những cái ngữ pháp cơ bản trong tiếng Trung phải không nào? Thì sẵn là ngày hôm qua có một bạn inbox cho mình hỏi là cô ơi cái câu này nè, nó sai cái gì vậy? Thì thật ra đây là một cái câu ngữ pháp rất là cơ bản ha, thì chỉ chẳng qua là do khi các bạn học lên rồi á thì từ vựng của nó sẽ có nhiều từ khó hơn, mới lạ hơn, nhưng mà ngữ pháp thì rất là cơ bản luôn. Cái này không có khó gì hết trơn á, đây là ngữ pháp của chữ cậy phải không nào? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngữ pháp của chữ cậy trước ha. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu qua nghĩa của chữ cậy ha. Cậy có nghĩa là đưa, cho. Khi mà mình dạy á, thường mình hay diễn tả cho học viên của mình á, cậy, cậy, cậy là đưa nè, cho nè ha. Rồi tiếp theo là cấu trúc ngữ pháp của nó bắt buộc luôn là phải theo công thức là A cậy B cái gì đó, A cậy B cái gì đó, là thằng A cho thằng B cái gì đó. Ai cho ai gì đó ha. Thì khi mà ai cho ai cái gì đó theo cái nghĩa như vậy á, thì cậy ở đây nó đang đóng vai trò là động từ luôn. Động từ là cho ha. Ai cho ai cái gì, thì cho cái gì ở đây có phải là danh từ không nè? Chúng ta chỉ cần điền một danh từ vô thôi. Ví dụ đầu tiên là mẹ cho tôi một món quà. Mama gái wo yi ge li wu. Mama gái wo ý cơ lì u là mẹ cho tôi một món quà theo đúng công thức này nha các bạn. Tiếp theo là tôi cho mẹ một sự ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên danh từ đúng không nào? À, 我给妈妈一个惊喜. 我给妈妈一个惊喜. 惊喜 ở đây là sự ngạc nhiên ha các bạn ha. Chúng ta kết thúc ở đây với cái nghĩa là ai cho ai cái gì đó ha. Ai cho ai cái gì đó, lúc này chữ cho là một cái động từ chính luôn, cho ha. Rồi mọi người thường hay quên đi là cậy nó còn đảm nhiệm ở một vị trí nữa. Ở đây nó không phải là động từ nữa mà nó là một giới từ. Giới từ là ai làm gì cho ai. Ai làm gì cho ai. Được chưa nào? Có nghĩa là cái động từ chính ở trong đây là cái làm gì đó. Ví dụ nha, nó sẽ theo cái công thức là cũng là A cậy cho B, xong rồi phải có cái động từ đúng không? Mấy cái này là cho thôi, làm cái gì cho ai đó thôi, là A cậy B là A cho B làm cái gì, chưa có động từ mà đúng không? Làm cái gì lúc này thêm động từ vào, xong rồi mới tới cái tân ngữ object đó là cái việc gì đó. Cái câu mà trong sách của chúng ta bất kỳ ai cũng sẽ bắt đầu học với chữ cậy hết, thường là tôi gọi điện thoại cho mẹ, tôi gọi điện thoại cho mẹ. Động từ chính của chúng ta ở đây á là gọi điện thoại đúng không? Gọi điện thoại. Mình có tôi với lại cho mẹ nè, là 我给妈妈. Động từ 打电话. 我给妈妈 打电话. Được chưa nào? Tôi nấu cho mẹ một bữa ăn. Tôi nấu cho mẹ một bữa ăn ha. 我 cái mama zuo le yi duan fan. Wo gai mama zuo le yi duan fan. Tôi đã làm một bữa ăn cho mẹ. Động từ chính của chúng ta ở đây là zuo le, là đã làm rồi. Baba gai wo mai yi ben chi dian. Baba gai wo mai yi ben chi dian. Bố mua cho tôi một quyển từ điển. Baba gai wo mai yi ben chi dian. Động từ chính của chúng ta ở đây là mai. Mãi lờ. Baba kể quá mãi lờ ít bản thứ tiện. Các bạn nghe thì có vẻ là thấy dễ đúng không? Nhưng mà cái này mình cũng không biết vì sao rất là nhiều bạn ham học mãi vẫn cứ hay lẫn lộn á. Thì chúng ta sẽ thử thêm một vài các ví dụ khác để chúng ta hiểu thêm nè. Cứ ai làm gì đó cho ai ha. Ai làm gì đó cho ai. Thì động từ chính ở đây là làm cái gì á. Rồi cho chỉ là một chữ cậy á, cho chỉ là một cái giới từ thôi. Thì lúc này mình cứ theo cái công thức mà mình đã đưa ở trên ha. Ví dụ như là mình có những cái câu này nè. Mãi tha y cơ lì u. Mãi tha y cơ lì u. Mua cho cô ấy một món quà. Nghe thì không sai đúng không nào? Mãi tha y cơ lì u. Rồi xẻ tha y phân xin. Xẻ tha y phân xin. Viết cho cô ấy một lá thư.
Rồi à, pha tha y thiếu toàn xin. Pha tha y thiếu toàn xin. Pha tha y thiếu toàn xin là gửi tin nhắn cho cô ấy, gửi cho cô ấy một tin nhắn. Rồi à, chàng tha y sổ cơ. Chàng tha y sổ cơ, hát cho cô ấy nghe một cái bài hát. Thì đó, ở đây lúc này chúng ta sẽ thiếu chữ cho rồi. Theo đúng ngữ pháp của chúng ta nè, thì phải là cậy. Thì thật ra cái nhân vật mà chủ thể A cậy B cái gì đó, thì cái người A có hay không cũng không quan trọng đâu, miễn là cái người nhận á, là người B ha, chắc chắn lúc này bắt buộc phải có. Không có là mình sẽ không biết là ai sẽ là người được hưởng những cái hành động mà chúng ta đang muốn nói tới, đúng không nào. Thì bây giờ chúng ta đổi lại những cái câu này là cậy tha mãi cơ liệt ủ. Cậy tha mãi cơ liệt ủ, mình dịch động từ trước là mua cho cô ấy một món quà. Rồi cậy tha sẽ yêu phân xin. Cậy tha sẽ y phân xin, động từ chính ở đây là sẽ, đúng không? Viết cho cô ấy một lá thư. Cậy tha fa y thiếu toàn xin. Cậy tha fa y thiếu toàn xin, gửi một tin nhắn cho cô ấy. Cậy tha chang y sổ cờ. Cậy tha chang y sổ cờ. Rồi ở trong đời sống á, thì chúng ta vẫn thường hay thấy mọi người có thể nói là mãi cậy tha cái gì đó ha. Thì miễn sao trong khi mà Văn nói á, mình nói như sao nghe đúng là được rồi ha, nghe hiểu là được rồi, người ta cũng không bắt bẻ gì. Nhưng mà khi mà các bạn làm bài thì phải chú ý tới cái ngữ pháp này ha. A cậy B rồi làm cái gì đó. Chúng ta sẽ tự làm thêm 3 ví dụ nữa nha. Mình sẽ đưa tiếng Việt cho các bạn tự sắp xếp thử trong đầu coi, rồi mình sẽ giải đáp lại ha. Tôi tổ chức một bữa tiệc cho bạn tôi. Tôi tổ chức một bữa tiệc cho bạn tôi. Mình sẽ cho các bạn thêm từ vựng ha. Từ tổ chức ở đây là 举行. 举行. Được chưa nào? 我给我朋友. 我给我朋友. Động từ 举行. 举行 cái gì? 一个晚会. 我给我朋友 举行 一个晚会. Được chưa? Câu số 2. Anh ấy gửi một bó hoa tươi cho bạn gái của anh ấy. Anh ấy gửi một bó hoa tươi cho bạn gái của anh ấy. Từ bó ha. Bó ở đây chúng ta có từ 树. 树. Và hoa tươi là 鲜花. 鲜花 ha, là hoa tươi. Rồi anh ấy gửi cho bạn gái đúng không? Là tha cậy tha người phận nhau, đúng không? Tha người phận nhau hoặc là tha cậy người phận nhau, biết là bạn gái của anh ấy rồi. Tha cậy người phận nhau y su xen hoa. Tha cậy tha người phận nhau y su xen hoa. Anh ấy gửi một bó hoa tươi cho bạn gái của anh ấy. Rồi chúng ta tiếp tục ví dụ cuối cùng ha. Mẹ của cô ấy làm cho cô ấy một cái bánh sinh nhật. Mẹ của cô ấy làm cho cô ấy một cái bánh sinh nhật. Tha mơ mà cậy tha zuo yi ge sheng re dan gao. Tha mơ mà cậy tha zuo yi ge sheng re dan gao. Dễ không nào? Cứ ôm theo cái cấu trúc này là mọi việc sẽ rất là dễ dàng, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái câu hỏi của bạn mà đã hỏi là cô ơi, cái câu này nó sai chỗ nào vậy á ha. Cảm thấy khá là khó khăn khi mà mình không nhận ra được cái lỗi sai của cái câu này. Rồi bà nội sức khỏe không được tốt, việc gì cũng tự làm, trước giờ không muốn thêm phiền phức cho chúng tôi, đúng không? Nghe hợp lý quá đúng không nào? Nhưng mà có cho chúng tôi đó thì mình sẽ phải dùng ngữ pháp của chữ cậy. Trước giờ không muốn, 从来不想, 从来不想 给我们添麻烦, 从来不想给我们添麻烦. Có dễ không các bạn? Thì nếu như mà chúng ta đã quen sử dụng cái công thức, cái cấu trúc của chữ cậy này rồi á, thì khi mà chúng ta gặp chữ quay là
quay là vì ai đó làm gì đó cũng vậy luôn ha. Ví dụ như là wow, quay mama to fan, tôi nấu cơm cho mẹ, tôi làm cơm cho mẹ. Wow, quay mama to fan, tôi vì mẹ mà làm cơm. Như vậy đó thì nó cũng theo cái công thức này thôi, hoặc là chữ tuy à wa tuy tha shuo, tôi nói với cô ấy cái gì đó sinh nhật khoái lơ, wa tuy tha shuo sinh nhật khoái lơ, được chưa nào. Video của chúng ta đến đây là hết rồi ha. Vậy nếu như mà các bạn có muốn học thêm cái ngữ pháp nào, hoặc là có cái câu nào sửa câu sai mà các bạn không biết á, các bạn có thể comment ở dưới đây rồi mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn nha. Các bạn nhớ đừng quên bấm like video và follow kênh của mình để học được thêm nhiều video hữu ích nhé. Nhớ là có cái gì mà không biết thì cứ đừng có ngần ngại mà để lại comment cho mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha.